mời tất cả quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta hội đủ duyên lành gặp mặt nhau để tiếp tục học bản kinh Bát Đại Nhân Giác. Ba kỳ trước là chúng ta đã học đến phần ngũ ấm vô ngã trong cái điều giác ngộ thứ nhất, phải không? Chúng ta còn nhớ không ta? Bây giờ chúng tôi đọc lại một lần nữa cái điều giác ngộ thứ nhất ha. Điều giác ngộ thứ nhất là Đức Phật dạy là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Tức là điều giác ngộ thứ nhất. Những cái này quý Phật tử chúng ta sau này sẽ thuộc ha. Đức Phật dạy là thế gian này vô thường, cái quốc độ tức là cõi nước này giòn bở, bốn đại là khổ là không, năm ấm là vô ngã, sanh diệt đổi dời, giả dối không có chủ, tâm này là nguồn ác, thân này là rừng tội. Nếu mà thường xuyên quán sát như vậy thì lần lần sẽ thoát khỏi sinh tử. Nhưng mà mấy kỳ trước là chúng ta học tới cái phần ngũ ấm vô ngã rồi phải không? Thì chúng ta nói lại là qua ba kỳ rồi thì chúng ta phân tích về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm rồi. Tức là sắc ấm tức là sắc thân của chúng ta, thọ ấm là sự cảm nhận trên thân xác này, tưởng ấm là cái sự tri giác của chúng ta, tức là những hình ảnh, những âm thanh trong đầu của mình. Hành ấm là cái sự vận hành ngầm ở bên trong, chủ đạo để sanh ra tất cả những cái năng lực của cuộc sống này, những ý chí, những cái phát minh sáng kiến, những cái thần thông phép màu vân vân. Và thức ấm là cái tri, cái phân biệt, tri giác sâu ở bên trong. Đó là năm cái ấm. Nhưng mà bây giờ Đức Phật lại nói năm ấm này là vô ngã. Tức là năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là cái thân và tâm của chúng ta. Mà từ xưa đến giờ chúng ta chưa có học hiểu Phật Pháp thì chúng ta cho cái thân này là cái gì? Thân này là mình, đúng không? Thân này là ta. Rồi những suy nghĩ ở trong đầu thì cũng là ta nữa, phải không? Do vậy mà tất cả những cái xảy ra giữa cuộc sống này, những cái buồn thương, giận ghét, những cái hơn thua giữa đời này, thì mình cho những cái đó đều là thật của chính mình. Nó đụng chạm tới mình, đụng chạm tới bản ngã của mình. Nhưng ở đây Đức Phật lại cho rằng năm ấm này nó là không có ngã, tức là không có ta. Chúng ta chấp nhận nổi không? Chúng ta chấp nhận nổi không? Ai chấp nhận điều này là chứng quả thánh liền á. Nhưng mà không chấp nhận cũng không được. Bởi vì cái thân năm ấm nếu mà đi phân biệt ra, chúng ta thấy là cái thân sắc chất này thôi, tức là nó do đất nước gió lửa hòa hợp để mà thành. Thì như vậy đứng trên thân á, chúng ta tìm cái gì là chủ của thân? Hơi thở mình là chủ không? Hơi thở từng đại diện cho phong đại, phải không? Phong đại. Rồi toàn thân chúng ta có phải là cái chủ không? Cũng không phải nữa, phải không? Rồi cái nước máu huyết trong người chúng ta, những cái ướt trong người chúng ta có phải là chủ không? Cũng không phải nữa. Cái hơi ấm trong người chúng ta có phải là chủ không? Không phải. Gom những cái này lại mới được gọi là sắc thôi, sắc ấm thôi. Còn cái cảm nhận nè, còn cái tri giác nè, còn cái vận hành sâu bên trong và cái phân biệt của chúng ta nữa. Nếu không có gom đủ những cái này thì nó không hình thành cái thân ngũ uẩn, tức là không trọn vẹn thành một thân của chính mình. Và khi tất cả những cái này nó đủ duyên để nó hội tụ thì được tạm gọi là thân, phải không? Còn nếu mà chúng ta phân tích tỉ mỉ ra thì rõ ràng là chúng ta thấy không có cái chỗ nào là mình cả, đúng chưa? Mà ngã là cái gì nè? Ngã là cái gì? Thì trong kinh ngã là cái chủ tể, là cố định, không? Ngã là chủ tể và cố định. Nhưng mà nói vậy thì chúng ta nghe khó hiểu. Ví dụ rất là dễ hiểu để chúng ta thấy cái ngã của mình nha. Ví dụ như bây giờ quý vị đang nghe tôi nói thì tự dưng quý vị có một chút phân biệt nhạy bén lẹ làng ở bên trong là quý vị là người đang nghe và âm thanh là cái bị quý vị nghe. Tức là ngã là một cái gì khẳng định mình,
không phải là tất cả những cái mình đang tiếp xúc. Mình không phải là đối tượng mình đang nhìn, mình không phải là đối tượng mình đang nghe. Nghĩa là có một cái ngầm chấp sâu thẳm ở bên trong. Khi mà lục căn chúng ta vừa tiếp xúc với lục trần thì mình liền khẳng định mình khác với mọi cái, đúng không? Cái đó gọi là ngã. Cái này là cái dễ hiểu mà không cần thông qua cái định nghĩa nào cả, dễ nhận nhất. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy chúng ta còn ngầm nhận rằng mình đang thấy sự vật thì lúc đó mình đang chấp ngã. Hiểu chưa? Bây giờ mình đang nghe, mình ngầm có cái chấp nhận mình đang nghe âm thanh, tức là mình đang còn bị chấp ngã. Hiểu chưa? Bây giờ mình ngửi, mình là cái người đang ngửi và cái vật bị mình ngửi. Mình xúc chạm là mình là người xúc chạm và cái vật bị mình xúc chạm, vân vân. Nơi lục căn tiếp xúc với lục trần, lúc đó mình vẫn còn đang khẳng định mình và cái sự vật mình đang tiếp xúc, thì như vậy là chúng ta đang còn chấp ngã. Còn đằng này Đức Phật nói là chúng ta thân ngũ uẩn là vô ngã. Thì trong lúc vô ngã này, nếu một người mà tiếp xúc với cảnh duyên mà không còn khẳng định giữa mình và cảnh duyên nữa thì lúc đó chúng ta là vô ngã. Chúng tôi hồi nãy nói một câu nghe chơi nhưng mà đó là sự thật. Nếu một phen chúng ta chấp nhận chúng ta là vô ngã thì liền khi đó chúng ta đã chứng thánh. Do vậy mà ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói là sao? Là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ách. Tức là Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã rằng cái ngài Quán Tự Tại khi mà hành thâm Bát Nhã, tức là khi tu tập đến cái chỗ sâu tận của Bát Nhã rồi, thì ngài thấy năm uẩn này là không. Và một phen ngài thấy năm uẩn là không thì tất cả khẩu ách không còn, gọi là độ tất cả khẩu ách. Thì như vậy bản kinh Bát Đại Nhân Giác như hồi đầu chúng tôi nói, tuy là nó hết sức là căn bản, nhưng mà căn bản và là nó là nền tảng của Phật Pháp từ sơ cơ cho tới khi thành Phật, chứ không phải là một cái sự căn bản bình thường. Cho nên sở dĩ mà cái đạo tràng này học cũng rất là lâu, nhưng mà chúng tôi nói lại Bát Đại Nhân Giác là vậy, vì chúng tôi thấy nó hết sức là quan trọng. Nó là nền tảng tu tập của tất cả những người tu của chúng ta, không phải là cư sĩ tại gia mà người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia mà không hiểu về cái bản kinh này thì vẫn thiếu căn bản trên nền tảng công phu. Cho nên đến ở chỗ này, bây giờ quý Phật tử chúng ta giờ phút này chúng ta chưa có một phen chấp nhận mình là vô ngã được, phải không? Thì bây giờ cũng phải tập từ từ. Thứ nhất là chúng ta tập quân quán. Quán của bây giờ bắt đầu chúng ta phá từ từ cái sắc ấm đi, phải không? Tức là chúng ta quán từ cái đất nước gió lửa, nó không phải là mình. Thì bây giờ mình hít ra thở vào. Nếu mà có không cái hít ra thở vào để mà sống á, không cần mấy cái kia á, thì cái hít ra thở vào này nó là chủ thiệt. Nhưng mà không phải. Hít ra thở vào hồi cũng đói bụng cũng cần nước, cần cơm vô, hồi khát nước cũng cần nước vô. Vậy thì vậy là cái hít ra thở vào nó không phải là cái duy nhất của chính mình, phải không? Nó không phải là cái chủ rồi. Chúng ta tập quán để khi nào chúng ta thấy rõ ràng cái thở này không phải là chủ. Rồi bây giờ cái đất, tức là những cái mà chúng ta xúc chạm được từ trên đầu cho tới dưới chân chúng ta, tập quân quán để chúng ta phá được cái ngã chấp của mình. Thì từ trên đầu tới dưới chân chúng ta, nói cái đầu là quý trọng nhất nè của con người, nhưng mà cái đầu có phải là chủ chưa? Chưa. Cái đầu không có cái mình thì cái đầu không mang đi đâu được hết á, hiểu không? Rồi cho tới cái mình, cái thân chúng ta là cái mà chúng ta đã nâng niu, đã chiều chuộng, đã lo lắng. Lạnh thì đắp, nóng thì quạt, rồi cần sửa soạn chúng ta mặc đồ hết đủ cỡ mốt này mốt kia cho nó, nhưng mà nó là chủ chưa? Chưa, hiểu không? Cái thằng này cũng chưa chắc là chủ. Thật ra rồi chúng ta phân tích dài dài tên toàn thân của mình, để mình thấy rằng toàn cái thân này cũng không phải là chủ thể, là cố định, không phải là bản ngã thật của chính mình. Để rồi mình không còn chấp chặt trên cái thân sắc uẩn nữa. Đó là cái mà để chúng ta tập quân quán, để chúng ta phá một phần về sắc uẩn của mình. Thứ hai là tới thọ, tức là cái cảm nhận buồn thương giận ghét này, nó có phải là chủ chưa? Chưa, phải không? Chúng ta tập quân quán vậy, tức là bây giờ bình thường thì mình ngồi đây mình đâu có giận đâu, đâu có buồn ai, ví dụ vậy. Tức là cái cảm thọ không có khổ, không vui. Thì vậy là cái này nó cũng không phải là chủ diện. Hồi có người chọc mình còn nổi nóng lên thì chút mình sẽ giận. Thì cái giận này nó chưa phải là chủ, vì chút nếu mình giật mình tỉnh giác, mình niệm Phật thì cái giận này nó hết, phải không? Nó hết rồi chúng ta có cái sự vui trong lòng đó. Thì cái vui nó cũng chưa chắc là chủ, vì tôi vui không lâu, hồi có người chọc giận nữa. Như vậy là cái vui nó cũng không phải là chủ.
Thì chúng ta tập quán tất cả những cái cảm nhận trên thân xác, cái dễ chịu đến với mình, cái khó chịu đến với mình, cái không dễ không khó đến với mình. Tức là khi chúng ta tiếp xúc mà những cái tình cảm, những cái cảm nhận nó có ra nơi thân, nơi tâm này, thì nó không phải là chủ vì nó luôn dao động. Cho nên trong kinh nói là năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, cái sự sanh diệt thay đổi liên tục của nó, cho nên nó gọi là hư giả, hư ngụy vô chủ. Cái giải thích ở trong kinh là như thế. Thì chúng ta phải tập quán sát như vậy, tập quán sát như vậy. Rồi tới cái tưởng chúng ta, bây giờ mình ngồi cái tự nhiên cái hiện hình bóng của cái người bữa hôm qua thấy mặt dễ thương, cái ngồi hiện cái thấy mặt bà thấy ghét, ví dụ vậy. Rồi chúng ta liên tục hiện trong đầu mình như vậy, hoặc là nhớ là cái câu nào nghe cũng nghe thích thích thích, hồi cái nhớ lại cái câu bữa hôm qua bà chửi mình nghe khó chịu liền. Thì vậy là tất cả những cái tưởng nó hiện ra trong đầu mình, thì mình thấy rằng giờ mình nghĩ chuyện này, cái hồi cái ý tưởng kia hiện ra, cái hồi ý tưởng nọ hiện ra, thì nó liên tục sanh diệt như vậy trong đầu chúng ta, không có cái ý tưởng nào là chủ cả. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình niệm Phật thì lúc này là cái lúc tâm chúng ta thanh tịnh, phải không? Hồi cái mình nghĩ cái điều thiện thì tâm chúng ta cũng đang nghĩ tốt. Như một hồi mình giận người ta thì tâm biến thành xấu liền. Rồi một hồi mình khởi cái niệm ích kỷ nhỏ nhen, mình khởi niệm tham sân, mình khởi ác niệm vân vân, thì tất cả những cái đó nó xảy ra nơi đầu chúng ta. Thì cái ý niệm mà niệm Phật là chủ hay là ý niệm niệm ma là chủ? Không có ý niệm nào là chủ hết, không có ý niệm nào mà cố định. Cho nên nó gọi là sanh diệt biến dị, luôn luôn thay đổi, luôn luôn sanh diệt từng giờ từng phút từng giây ở trong đầu chúng ta. Thì vậy là cái tưởng này nó không thật, đúng chưa? Nói cái hành thì những cái hơi sâu rồi, tức là những cái mà tạo thành ý chí, tạo thành hành động, nó phát sinh những cái phát kiến này phát kiến nọ để làm được việc này việc kia giữa đời này, thì cái phát động của hành ấm nó ngầm ở bên trong để nó dựng lên cái ngã chấp của chính mình. Cái đó nó vẫn không phải là chủ nữa. Thức là một sự phân biệt, hoặc là cái trực giác, cái nhạy biến của mình, hoặc là chúng ta công phu đến giai đoạn chúng ta được tỉnh giác. Thì tất cả những cái mà có ra ở giữa cuộc sống này mà từ nhỏ lớn giờ mình quen suy nghĩ, quen chấp trước, quen học hiểu, quen quân tập, quen tất cả những cái từ ngàn xưa giờ vốn có của thân này, nếu xét kỹ theo Phật pháp thì nó là không thật. Nó là sanh diệt, là đổi dời, là không có chủ thể, là không cố định. Khi nào mà một người Phật tử chúng ta phân tích được như vậy, tức là ở phần cuối Đức Phật nói là như thị quán sát tiệm ly sanh tử, không? Nếu chúng ta thường xuyên quán sát như vậy thì chúng ta sẽ lìa thoát được cái sanh tử này. Thì con người quán sát đó thì không phải là con người sanh tử như hồi nãy giờ chúng ta nói. Con người quán sát đó không phải là hình bóng, là âm thanh nó hiện ra trong tư tưởng mình, đúng không? Thì vậy là sau khi chúng ta học hiểu về ngũ uẩn rồi thì Đức Phật lại tiếp một câu cho mình là ngũ uẩn này là vô ngã. Vì sao nó vô ngã? Vì nó sanh diệt, đổi dời, nó giả dối, không có chủ, không có chủ tể, không có cố định, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy nè, nội chúng ta ăn thôi chúng ta làm chủ được không? Mình chủ được không? Mình ăn á thì mình nhai miệng mình biết ngon vậy, nhưng mà qua gần cổ rồi nó làm gì trỏ mình biết không? Biết không? Không biết. Có khi ăn trúng đồ độc họ đau bụng mình lăn gần chết, mình cũng đâu có làm chủ được, mình kêu mày đừng có đau được không? Không được. Hoặc là vô trỏng rồi nó tạo thành máu hay nó tạo thành phẳng gì đó mình cũng đâu có biết đâu. Trỏng nó sinh hoạt, trỏng nó làm gì nó làm á. Thì vậy là rõ ràng mình không làm chủ được trong miếng ăn, thậm chí cả mình uống cũng vậy. Mình không làm chủ được, mình nghĩ mình uống vào 3 ngày mà mới đem ra, nhưng mà có được không? Hồi nó bắt mình chạy đưa ra. Rõ ràng từ cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt mình không làm chủ được, gọi là hư ngụy vô chủ. Từ cái không làm chủ được trong thân xác của mình đó, thậm chí bây giờ ngồi đây ngồi cái tim nó đập loạn lên, cái chở này cấp cứu mình cũng muốn đập chậm lại, nó đâu có đập được đâu. Thì rõ ràng là thân xác chúng ta xét cho tận cùng thì không có cái gì chúng ta làm chủ được nó cả. Cái chỗ này Đức Phật nói là nó sự một sự giả dối mà nó không làm chủ được. Giả dối là vô chủ. Toàn thân của chúng ta không có làm chủ được, toàn cái tâm này cũng không làm chủ được. Vì vậy là khi chúng ta quán sát để chúng ta thấy rõ được thân của mình, thì bây giờ nói cái thân này không có chủ, nhưng mà ai chửi mình giận không nè? Giận không? Giận không? Làm sao đó mà chúng ta quán sát đến cái độ mà họ nói nặng nói nhẹ mình biết rõ ràng cái thân đã không làm chủ, thì cái nghe này có chủ không? Không có. Cho nên nó không dính với mình. Mình không còn là cái thân ngũ uẩn này thì người ta có nói nặng nói nhẹ không có dính dấp gì hết. Do vậy mà
chúng ta không bị buồn thương giận ghét khi tiếp xúc với duyên trần, thì biết rằng lúc đó chúng ta đã thấy thật, thấy hơi thật thật thôi chứ chưa thấy hết rồi. Thấy hơi thật về thân này, mà chúng ta còn thấy cái thân này là thật mỗi khi chúng ta tiếp xúc, thì cái thấy biết đó Đức Phật gọi là cái thấy điên đảo, có nghĩa là cái thấy ngược, thấy đảo lộn, thấy không đúng, thấy sai sự thật. Cho nên Đức Phật cho rằng mình là con người điên đảo giữa trần gian này. Nhưng mà nghe câu đó mình thấy là giống như Đức Phật nói nặng mình, nhưng thật sự là mình thấy biết nó nghịch với cái sự thật. Thân này vốn là vô chủ, thân này vốn là không thật, nhưng mà ngược lại mình đang thấy nó thật, đúng không? Mình thấy nó là chủ. Cái gì cũng là tôi thấy, cái gì cũng là tôi biết, cái gì cũng thấy là tôi nghe, cái gì cũng là tôi hết. Trời mưa cũng vì tôi mà mưa, trời nắng cũng vì tôi mà nắng. Tất cả mọi cái mình nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, tất cả những cái xảy ra giữa cuộc đời này đều cho mình cả, đều vì mình cả, mà ai không vì mình là mình giận liền á. Đúng chưa? Thậm chí cả rồi bây giờ hôm nay mình muốn nắng mà trời mưa, mình khó chịu với ông trời. Hôm nay tôi muốn đi công chuyện về mà trời phải mưa, không? Nó đi trời mưa để mình làm việc, nhưng mà bữa mình gieo mạ, mình trồng cây rồi mình cái tự nhiên trời nắng, mình nghe mình cũng khó chịu. Thì do cái ngã chấp mà nó biến hiện tất cả mọi cái, để chúng ta có nhiều khi mình rất là nghịch ngợm đối với trời đất này. Có khi mình buồn phiền những cái rất là vô lý do chúng ta chấp lầm cái thân này, và cho cái thân này hết sức là quan trọng giữa cái cuộc đời này. Vì vậy mà tất cả những chuyện xảy ra giữa cuộc đời là do chúng ta thấy lầm. Có những cái chuyện buồn thương giận ghét để chúng ta phải khổ sầu, để chúng ta phải buồn tủi, để chúng ta phải thương đau, là do chúng ta thấy lầm về thân ngũ uẩn này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải thấy ngũ uẩn này thực sự là vô ngã, vì nó sanh diệt đổi dời, vì nó giả dối không chủ. Thấy không? Chúng ta phải làm sao mà thấy cho được đến cái điều này. Thì một người nào mà thấy được như vậy rồi thì hết sức là nhẹ nhàng giữa cuộc sống liền. Tự động là cái chuyện khổ đau bảo đảm nó sẽ hết. Giống như nãy trong kinh Bát Nhã nói là khi mà thấy ngũ uẩn ra không thì độ tất cả khổ ách liền. Thì người nào mà thấy được như vậy thì mới nhẹ lòng giữa cuộc sống này. Và nếu ngày nào mà chúng ta tự kiểm lại công phu của mình, ví dụ như từ sáng giờ chúng ta nghe nhiều lần, có những lần người ta nói nặng mình, mình nghe trong lòng nó cũng không có xao động lắm, nó cũng không có giận người đó vì cái câu nói nặng của người ta, hoặc là người ta nói những câu tình cảm mà mình nghe mình cũng không có dao động. Được như vậy là biết rằng chúng ta tu tiến bộ, ngày đó chúng ta tu tiến bộ. Mà ngày nào ai nói câu gì mình cũng muốn cự câu đó hết là biết rằng chúng ta tu không tốt. Thì cái đó chúng ta tự kiểm tra hàng ngày. Ngày nào mà cái ngã chấp chúng ta nhẹ thì đối duyên xúc cảnh chúng ta nghe trong tâm rất là thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng mà ngày nào chúng ta chấp ngã nặng này thì đụng ai mình cũng muốn hơn thua hết, đúng không? À, những cái lời nói chỉ cần sơ sức một chút thôi là mình muốn bắt bẻ người ta, mình muốn giận dẹo người ta, rồi biết rằng lúc đó mình đang chấp ngã nặng, chứ không phải là mình giỏi, mình thấy cái lỗi người ta mình là hay, không phải như vậy đâu. Nhưng mà lúc đó là lúc chúng ta đang chấp ngã nặng rồi, thì biết A Di Đà Phật, con xin lỗi, xin sám hối với Phật là con xin xả bỏ cái chấp ngã này. Cố gắng tỉnh giác được như vậy thì giữa cuộc sống này nó mới bớt đi cái phiền muộn của chính mình. Rồi tới cái phần dưới là Đức Phật dạy là thân này nó là một cái rừng tội, tâm này nó là cái nguồn ác. Quý vị có chấp nhận cái thân này là rừng tội không? Có không? Bây giờ nội xét cái bao tử chúng ta thôi, có cái nghĩa địa nào trên thế giới này bằng không? Bao nhiêu cái sinh mạng và sinh mạng chôn ở trỏng rồi. Là từ hồi nhỏ mà chúng ta bắt đầu biết ăn á, tới giờ phút này chúng ta ăn biết bao nhiêu con cá, biết bao nhiêu con tép, biết bao nhiêu miếng thịt ra, bao nhiêu ở trỏng dồn chứa hết ở trong đó. Nếu mà nó thực sự mà ăn nó không có tiêu á, giờ chắc là mấy cái chùa này trồng lại không bằng á. Phải không? Đã chôn vùi không biết bao nhiêu cái thây ở trong đó rồi. Vì thì cũng do cái thân này cần cái này cần cái kia mà chúng ta bồi bổ cho nó. Chúng ta sẵn sàng sát hại sinh mạng của chúng sanh để chúng ta lo cho thân này. Thì rõ ràng Đức Phật nói thân này là một rừng tội, chứ không phải là một hai cái tội nhỏ đâu. Nói cái ăn thôi là nó tạo thành rừng tội chưa? Thành một rừng rồi chứ gì nữa. Rồi đó là cái ham tiền bạc của chúng ta. Có đôi khi á, mình tu ít, những cái tiền bạc đến với mình ít, mình cảm thấy nó không có gì lắm đâu. Nhưng mà đứng trước một cái đồng tiền lớn thì giá trị con người chúng ta sẽ bị đảo lộn liền. Điều này là cái điều khó tránh của những người mà
tu yếu yếu. Ví dụ như bây giờ có một người họ tới họ nói chuyện với mình, nói bây giờ nếu anh bỏ đạo Phật anh theo tôi cho anh 5 triệu. Nó thôi không được đâu, Phật của tôi là siêu việt lắm rồi này nọ, tôi đã từng tu học Phật, tôi thấy giá trị đạo Phật rất là cao, đủ thứ mình lý luận được. Vài ba ngày cái bữa sau có người nói anh bỏ đạo Phật tôi cho anh 20 triệu. Thế mình nói ủa đạo anh là cái gì hay lắm sao mà anh đòi cho tôi tới 20 triệu? Rồi bắt đầu nói nhẹ nhẹ rồi. Hôm sau nữa có người nói thì giờ anh chắc chắn anh bỏ đạo Phật tôi cho anh 100 triệu. Lúc đó mình còn giữ nổi không? Giữ nổi không? Lúc đó là chưa chắc à. Lúc đó là bắt đầu mình phải tính toán, phải tính toán rồi, phải cân nhắc rồi. Học Phật bao nhiêu năm mình thấy rõ ràng là phước mình không có tăng bao nhiêu, làm ăn cũng còn bị vất vả, ngày kiếm 5 ngàn 10 ngàn cực khổ, bây giờ tự nhiên bỏ đạo Phật được 100 triệu, vậy là có lẽ là cái đạo này phước hơn. Thôi mình bỏ đạo Phật mình theo đạo đó ha. Nó có những việc như vậy. Hoặc là giờ cái việc tính toán làm ăn, ví dụ như bây giờ người ta lại người ta nói với mình đó là anh yêu cầu anh giữ giùm tôi cái món hàng này thôi, mình biết đó là món hàng cấm rồi, thì sau khi mà tôi qua được cái chuyện này tôi sẽ cho anh 10 triệu 20 triệu gì đó. Nó thôi tôi không dám giữ đâu, tôi sợ phạm pháp rồi nó phiền hà đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nó thôi bây giờ nữa tôi cưa hai với anh, tôi được 100 triệu, anh 100 triệu. Mình bắt đầu tính toán à, tính không, mình phải đào hố hay là mà đào hầm gì đó để mình giữ kệ nó, rồi gán qua cuộc này thôi mình tu lại không sao hết á. Gán qua được cuộc rồi mình tu chứ gì đâu. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng khi mà cái sự chấp ngã nó xảy ra, để chúng ta thấy cái thân này quan trọng thì cần có cái tiền bạc để xài cho thân này, cần có tiền bạc để xài. Thì như vậy là khi đồng tiền đến với chúng ta, có khi chúng ta sẵn sàng làm cái việc trái với lương tâm, trái với đạo lý, chúng ta sẽ làm tiền bất nghĩa. Thì chúng ta thấy cái chuyện vì tiền xảy ra giữa cuộc sống này mà cha mẹ có khi bắt hòa với nhau, cha con cũng bắt hòa với nhau, thậm chí rồi vợ chồng, rồi người tớ với người chủ vân vân. Tất cả những việc của xã hội này, những nhu cầu về thân, do những nhu cầu về thân đó mà tiền tài nó sẽ làm đảo lộn đi cái tư cách, đảo lộn cái nhân cách của mình, để chúng ta bắt đầu lún sâu vào tội lỗi, phải không? Thì như vậy là có phải do cái thân này mà chúng ta có nhu cầu về tiền bạc, nhu cầu về tiền bạc để chi? Để chúng ta có cái ăn sung sướng cho thân, để chúng ta có cái mặc sung sướng cho thân, để cho chúng ta có cái ở sung sướng cho thân, phải không? Thì vì cái thân này thôi. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rất là nghịch giữa cuộc đời này. Nói đến thân thì gần như chúng ta có một hợp đồng mà vô điều kiện. Để nghĩ tới thân rồi là gần như tất cả những cái gì quý, tất cả những cái gì đẹp, tất cả những cái gì sang trọng, tất cả những cái gì mà ngon ngọt thì chúng ta đều dành hết cho thân, ha. Nhưng mà ngược lại thân nó trả lời chúng ta làm sao? Giờ ví dụ như sáng nay mình muốn đi chùa, tự nhiên cơn nhức đầu nổi lên à. Năn nỉ thân ơi, thân mày làm ơn mày đừng nhức đầu cho tao đi chùa một chút nữa, có chịu không? Chịu không? Nó nhức thêm nữa, đúng không? Vì vậy là mình lo nó từ sáng cho tới chiều, gần như không giờ nào mình không lo cho nó. Nhưng mà ngược lại chỉ yêu cầu một chút xíu thôi, là mày đừng nhức đầu để cho tao bữa nay đi chùa nghe pháp, rồi nó có làm được không? Hoặc là nó đau bụng, hoặc là nó muốn đau cái kiểu gì nó đau, nó đâu có nhịn mình đâu. Nhưng mà trong khi đó thì mình cả đời lo cho nó, bao nhiêu cái lao tâm tổn trí đều lo cho thân cả, thậm chí sẵn sàng làm ác, sẵn sàng tạo tội để cho nó ăn ngon, để cho nó mặc đẹp, để cho nó ngủ yên. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta có nhờ nó được chuyện gì không? Bây giờ mình trẻ, mình đẹp trai như thế này, mà bây giờ tóc bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn, mình đang nghĩ nó thôi mày vài chục năm nữa mày hả nhăn da giùm tao có được không? Nó đâu có chịu đâu, nó nhăn là nó cứ nhăn, là nó bạc là nó cứ bạc thôi. Đó, thì nếu mà chúng ta suy nghĩ về thân, chúng ta sẽ thấy rằng những cái mà chúng ta lao tâm nhọc trí để lo lắng cho thân, để sẵn sàng làm rất là nhiều tội lỗi, nhưng mà ngược lại thân nó không bao giờ nó chiều theo ý mình cả. Thành ra cả một đời chúng ta lo cho thân, chúng ta lo gần như là không có phút nào không lo cho nó, đúng không? Chúng ta tìm đủ mọi cách, từ tiền bạc, rồi từ danh lợi, rồi từ chức vụ vân vân, tất cả mọi cái, ăn uống ngủ nghỉ, nhà cao cửa rộng, phương tiện đầy đủ vân vân, tất cả mọi cái đều nghĩ đến thân này. Và trong lúc chúng ta nghĩ chúng ta lo cho thân á, thì những cái chuyện mà phạm pháp có khi chúng ta xảy ra,
những chuyện bất nghĩa có khi cũng xảy ra, vân vân. Tất cả mọi cái đó, giờ nhìn lại cuộc sống từ nhỏ đến lớn, tức là từ lúc mà chúng ta chưa biết đạo cho tới giờ phút này, chúng ta vì thân bao nhiêu tỷ lần rồi, rất là nhiều, đúng chưa? Mà ngược lại là chúng ta muốn có nhu cầu nó chậm chậm dài chút như mình cũng không được. Tới lúc đau mình ăn nỉ nó hớt đau cũng không được. Rồi tới lúc chết cũng vậy, nó trời ơi tao mới có tiền được mấy tháng nay, bây giờ mày gắn cho tao sống chừng 3 tháng nữa tao hưởng thụ, nó có chịu không? Nó không chịu đó, nó đi luôn rồi. Thật ra khi mà chúng ta hiểu lầm về thân xác này, chúng ta chấp trước nặng về thân xác này, thì chúng ta rất tạo rất là nhiều tội lỗi cho nó. Như rồi nó cũng chẳng có đáp lại cho mình cái gì cả, chỉ là một sự lầm lẫn từ cái buổi đầu cho tới giờ phút cuối. Rồi nhắm mắt xuôi tay thì bao nhiêu tiền của chúng ta để lại, bao nhiêu danh vọng để lại, bao nhiêu cái tình cảm gì chúng ta để lại hết cho đời, chúng ta mang theo cái nghiệp ác cũng vì cái thân này, phải không? Vậy vậy là từ cái ăn, cái uống, cái mặc, cái ở của chúng ta, chúng ta vì thân mà tạo thành rất là nhiều nghiệp chướng, vì thân mà tạo rất là nhiều tội lỗi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát như vậy, cái thân này nó rõ ràng là một cái rừng tội. Mà nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta có cái ác cảm ngược lại với thân để chúng ta hành hạ nó. Vì hành hạ nó thì chúng ta cũng không còn có thời gian để chúng ta tiếp tục tu đâu. Biết nó như vậy để chúng ta đừng tiếp tục vì nó mà tạo ác, chứ không phải là chúng ta có thái độ mà không tốt đối với thân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thân này là một rừng tội, rõ ràng là từ nhỏ tới lớn tới giờ này thì vì nó không biết bao nhiêu ác nghiệp với chúng sanh rồi. Ác nghiệp đó không biết là đời nào phải trả cho hết đây, chúng ta phải hiểu được nó. Để chi? Để chúng ta dùng ngược cái thân này mà làm những cái điều tốt trở lại xã hội, để chúng ta đền trả lần lần, sử dụng nó làm ác từ xưa giờ rồi, thì bây giờ ngược lại chúng ta cũng phải sử dụng nó để chúng ta làm thiện mà chuộc lỗi, phải chưa? Chứ không phải là khi chúng ta biết được nó là cái người tạo ác, người tạo tội, rồi chúng ta phải trừng trị nó, là không phải. Đối với Đạo Phật thì không có cái việc trừng phạt, mà chúng ta chỉ chuyển đổi mà thôi. Rồi cái kế nữa là cái tâm này là cái nguồn tội lỗi. Thực sự khi cái thân này thì nếu nhìn kỹ mà không có cái thân này mà không có cái tâm á, thì nó giống như một khúc gỗ thôi, nó vô tri vô giác, hoàn toàn không biết gì. Cho nên cái hiểu biết để chấp trước về thân cũng là cái tâm này. Cái hiểu biết để chấp trước về việc này việc kia, để sai khiển cái thân này làm việc này việc nọ, thì cũng từ cái tâm này. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy là cái tâm này nó mới là cái nguồn cội của tội lỗi. Mặc dầu cái thân là cái rừng tội rồi, nhưng cái tâm nó mới là cái nguồn gốc, phải không? Bây giờ chúng ta khởi cái nghĩ chúng ta thù người khác thì từ cái tâm này mà thù. Từ cái tâm thù này rồi mới tính cái chuyện là tôi ghét anh, là tôi phải tính sổ bằng cách nào, nhớ phải thuốc độc anh cho chết, hay là phải đánh đập anh, phải chửi rủa anh, vân vân. Thì tất cả những cái được xuất phát từ cái thân và cái miệng của chúng ta, thì cũng từ cái nguồn gốc chính của tâm. Cho nên Đức Phật nói là mặc dù thân này nó là rừng tội, nhưng mà tâm kia mới là cái nguồn ác. Tất cả những cái ác nghiệp đều từ trong tâm mà ra, đúng không? Như vậy vì một người Phật tử chúng ta từ xưa giờ, khi chúng ta chưa tu học thì chúng ta quen nghĩ ác rồi. Bây giờ bắt đầu khi biết nó là nguồn ác, thì ngược lại chúng ta xây ngược lại nó trở thành cái nguồn thiện, phải không? Thì trong 10 ác nghiệp, 10 ác nghiệp là cái gì? Thì thân là cái gì? Chúng ta nhớ không? Thân là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm. Miệng là cái gì? Thì nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, nó là hung ác, phải không? Ý là tham, là sân, là si. Thì vậy nếu chúng ta không làm 10 cái ác này thì tự động nó trở thành thiện. Ba cái thân nè, 4 cái miệng nè, 3 cái ý này chúng ta biết chuyển thì cũng từ nơi đó. Cho nên ở trong kinh nó là Phật pháp bất ly thế gian giác. Có nghĩa là không phải là chúng ta bỏ cái thân này, khi nghe nói nó là một cái rừng tội rồi, khi nghe tâm nó là một cái nguồn ác rồi, thì không phải là chúng ta bỏ thân tâm này, nhưng mà ngay nơi thân tâm đó mà chúng ta chuyển. Đó là cái cách tu của Đạo Phật. Tức là ngay nơi thân trước kia đã từng nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thiêu dệt, nói lời ác khẩu, thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật, phải không? Chúng ta không nói lời thiêu dệt, chúng ta nói lời hiền hòa, để không nói lời chia rẽ mà chúng ta nói lời hòa hợp, ví dụ vậy. Thì tất cả những đó bắt đầu chúng ta chuyển cái nghiệp của chính mình. Rồi cái sát sanh thì xưa giờ quen làm ác sát sanh, thì bây giờ chúng ta không sát sanh nữa, mà chúng ta biết phóng sanh.
Chúng ta từ xưa giờ trộm cắp trở thành ác nghiệp, thì bây giờ chúng ta tập bố thí, chúng ta là dâm, thì chúng ta sống chánh hạnh lại. Ví dụ vậy thì cũng ngay nơi thân này, ngay thân này mà chúng ta chuyển đổi. Rồi xưa giờ quen nghĩ là phải tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi gì đó, thì bây giờ chúng ta ngưng lại, chúng ta không tham, mà chúng ta khởi nghĩ, chúng ta thương, rồi chúng ta ban phát cái tình thương đó cho mọi người, chúng ta giúp đỡ mọi người. Chúng ta sân hận thì chúng ta quán từ bi để chúng ta thương yêu. Rồi chúng ta si mê thì chúng ta quán trí tuệ để cho phá cái màn si mê của mình. Tức là ngay nơi thân và tâm của mình biết cách để chuyển lại, chứ không phải là khi nghe nói tới cái thân là tội lỗi, thân là ác ôn, rồi bây giờ mình quỷ hoại cái thân này, quỷ hoại cái tâm này. Nhưng mà thật sự muốn quỷ hoại thân thì dễ, đúng không? Cho nó một liều thuốc độc là xong. Nhưng mà quỷ hoại tâm là rất là khó. Do vậy thôi thì bây giờ nếu mình ngồi lại mình kiểm nghiệm, mình thấy rằng từ sáng tới chiều mà tất cả những cái khởi nghĩ mình nó cái thiện nó lấn lướt hơn được cái ác, là chúng ta tạm mừng mừng đi, phải không? Thì cũng chuyển được từ từ rồi. Ví dụ như bây giờ cái hồi chúng ta chưa tới cái Phật thất này thì người ta chọc mình câu, mình chửi lại hai câu. Bây giờ mình bớt là phân nửa, để chọc một câu mình chửi một câu thôi. Bớt phân nửa thôi. Còn lại bây giờ nếu mình tu tốt hơn nữa thì người ta có nói nặng mình không nói lại, thì vậy là coi như chúng ta bắt đầu tu bớt cái miệng rồi, ha. Đó, thì cái miệng chúng ta tu bớt rồi, cái thân chúng ta rõ ràng là vô đây không có điều kiện để sát sanh rồi, vô đây cũng không có điều kiện để trộm cắp, cũng không có điều kiện để tà dâm, thì cái chuyện đó chúng ta khỏi bàn. Nhưng cái miệng thì chắc chắn là nhiều á, cho nên người ta nói ngược lại gì, chúng ta tu là phải tu nơi miệng, rồi phải tu nơi cái tâm của chúng ta. Thì trong cái điều kiện cho phép để chúng ta tu tập, hoặc là không cho phép mà chúng ta ngồi riêng một mình, ngồi trước công chúng này thì nó rất là dễ kiểm soát với chính mình. Nhưng mà khi ở riêng á, chúng ta rất là khó kiểm soát. Quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ ngồi, thậm chí cả ngồi ở tập thể cũng vậy, cái tâm chúng ta nó cũng lén lút, nó cũng nghĩ này nghĩ nọ lung tung. Chứ chúng ta chưa chắc là chúng ta ngồi đây mà chúng ta niệm Phật hết đâu, đúng chưa? Có không, ở đây có người nào mà khi ngồi niệm Phật rồi nghĩ tới cái chuyện là phải về nhà, rồi có phải là bữa hôm qua mình bán vậy mình lỗ 500, bữa nay mình phải bán lại 1,000 để mình lấy vốn lại không? Có không? Đó. Thì vậy là khi chúng ta chưa quen công phu á, thì 5 phút chúng ta niệm Phật thì 5 phút là chúng ta để dành niệm ma. Nhưng mà nếu chúng ta công phu tốt á, thì chúng ta lấn lướt được 7 phút, 8 phút không? Tu tốt hơn nữa là ngồi luôn 10 phút là chúng ta niệm Phật đủ 10. Như vậy là chúng ta nên mừng là mình đã khống chế được cái ác niệm của chính mình. Chứ người nào tu mà chúng ta thấy nó ngồi xuống mà mình muốn niệm Phật nhưng mà nó không có chịu niệm, nó niệm cái gì á, nó nhớ cái gì á, chứ nó không niệm Phật thường xuyên cho mình, thì biết rằng nghiệp chúng ta còn nặng. Nghiệp ta nặng là chúng ta phải cố gắng lên. Làm sao đó mà chúng ta phải làm chủ được cái nguồn ác này để biến thành trở thành một cái nguồn thiện thật sự. Khi chúng ta nghĩ là chỉ thuần là nghĩ thiện thôi, tạo thành một cái nguồn lực lớn đó, thì nó tạo thành cái gì? Tạo thành cái mãnh lực lớn thực sự nơi tâm của chúng ta. Và cái mãnh lực đó nó sẽ đưa chúng ta đi tới cõi thiện. Còn nếu như cái nguồn ác này mà chúng ta chưa chuyển được, thì nó sẽ đẩy tận cái nguồn sâu của tội lỗi. Chúng ta tưởng tượng như là chúng ta thấy cái như cái xe nhỏ nhất là xe đạp chúng ta chạy, chúng ta thắng, muốn thắng nó rất là dễ, vì nó chẳng có lôi cuốn gì theo bên sau lớn cả, cái vận hành của nó không lớn. Nhưng mà khi lên cái xe hai bánh Honda thì chúng ta thắng nó cũng hơi bị khó rồi. Khi lên cái xe bốn bánh chúng ta thắng khó, nhưng mà khi đến chiếc xe lửa quý vị muốn thắng dễ không? Rất là khó, tại vì nó có một cái nguồn ở bên sau, đúng không? Thì bây giờ khi tạo ác nó trở thành cái lực, nó sẽ đẩy mình sâu xuống địa ngục. Nhưng mà khi chúng ta tạo thiện để trở thành cái lực rồi, nó sẽ đẩy mình thẳng tới cõi Phật liền. Do đó mà cái lúc chúng ta còn si mê thì tâm này rõ ràng là nguồn ác. Cho nên cái người không tu chưa bao giờ có một lần họ nghĩ tốt cho ai cả, chưa một lần họ nghĩ được thiện, chưa một lần họ muốn làm thiện. Thì vậy là tất cả những cái ý nghĩ đó nó xuất phát từ cái nguồn cội của tâm không tốt, đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại chuyển cái nguồn này quay về thiện, để làm sao đó mà một ngày 24 tiếng đồng hồ, rồi chúng ta không phải là thánh liền ngay khi đây mình chuyển hết đâu. Điều này là điều mà Phật rất là thông cảm cho mình ha. Bây giờ trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta mới bắt đầu tu thì cho chúng ta nghỉ tốt một tiếng thôi cũng được rồi. Một tiếng đồng hồ ròng rã đó chúng ta tu tập tốt. Chứ là nếu chúng ta ngồi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta niệm cho thật tốt một tiếng. Sau đó thì xả ra thì mình không làm chủ được nữa, thì mình có thể nói thế này thế kia thế nọ,
chúng ta phóng tâm, chúng ta tạp ý thì điều đó Phật cho phép. Nhưng mà rồi chúng ta tu tiếp thời gian nữa thì buộc chúng ta phải được 2 tiếng, không? Tu thời gian nữa buộc chúng ta phải có 3 tiếng. Và làm sao đó trong một ngày cái thiện nó phải lấn lướt hơn, thì biết rằng cái ác nghiệp nó được lui dần. Và đó là dấu hiệu để chúng ta về cõi lành, để chúng ta có thể về cõi Phật được hay không là do cái nguồn cội tâm này đó. Cho nên quý vị nên tự kiểm tra lấy mình. Nếu thực sự bây giờ cả ngày mà chúng ta nghĩ hết được những điều thiện thì phải nói là không còn lo cái chuyện lâm chung chúng ta đi về cõi Phật nữa. Tự động là cái chính cái thiện này nó đẩy chúng ta đi. Nếu mà lúc đó Phật không rảnh, Phật mắc đi rước mấy người khác, là tự mình cũng về tới cõi Phật, khỏi cần Phật rước luôn. Còn nếu như bây giờ mình kiểm tra lại mà cái ác trong tâm nó còn nhiều, nó còn lấn lướt cái thiện, thì phải cố gắng lên. Chứ còn nếu không là nó sẽ đi xuống. Nó đi xuống. Đây là điều chúng ta phải biết về tâm của mình. Một người tu dở, tu giỏi gì thì mình cũng kiểm tra được cái lòng của mình, đúng không? Mình có mới tu đi nữa thì mình cũng tự xét rằng ngày nay mình nghĩ thiện nhiều hoặc là mình nghĩ ác nhiều, đúng không? Thì giờ nghĩ thiện nhiều là mình mừng, lại Phật là Phật thương, Phật gìn giữ cho mình ở trong chánh pháp để mình được nghĩ thiện nhiều. Còn nếu bữa nay mà mình nghĩ ác nhiều thì nên là Phật sám hối, là vì cái nghiệp mình quá nặng, mình muốn nghĩ thiện mà cái ác nó lấn lướt mình. Cho nên phải thường xuyên kiểm tra lấy cái tâm này để chúng ta chuyển cái nguồn thiện, chuyển cái nguồn ác thành cái nguồn thiện liền, thì cái việc tu chúng ta mới có kết quả. Chứ nếu như chúng ta thiếu cái sự quan sát như hồi đầu chúng ta nói, tức là từ đầu của cái bài thứ nhất này là từ cái thế gian là vô thường, quốc độ này nguyên thí rồi tứ đại là khổ là không, năm ấm là vô ngã, phải không? Sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ rồi đó, sanh diệt đổi dời giả dối không chủ, vân vân. Rồi thân này là rừng tội, tâm này là nguồn ác. Thì người Phật tử cũng như người xuất gia, để trong kinh gọi là đệ tử của Phật thôi, đệ tử của Phật là bất kể người nào. Nếu như một vị xuất gia mà thấy thế gian này là thường, thấy cái thân này là thiệt thì cũng chưa tốt, công phu chưa tốt. Người Phật tử cũng vậy, nếu thấy cái thế gian này là cái gì nó quý giá, nó thường trụ, nó thường còn, cái thân này là thiệt, cái tâm này là thiệt, thì vậy là cái chuyện mà thoát ly sanh tử đối với chúng ta nó rất là khó. Nên Đức Phật dạy là cái trong cái bài thứ nhất là chúng ta phải hiểu. Và khi hiểu như vậy về thế gian này vô thường, thì bây giờ cái việc mà tiền của, cái việc mà danh lạ vọng, cái việc mà ăn uống ngủ nghỉ đối với mình nó có nhiều hoặc là nó có ít đối với chúng ta nó không còn cái gì, không còn quan trọng nữa, đúng không? Lỡ giờ mình có tiền trong túi mà mình ra đường mình để người ta móc cũng không có buồn, tại vì rõ ràng mình không có phước để xài đồng tiền đó. Còn cái người móc được mình mà họ xài được, rõ ràng là họ có phước nha. Họ có phước không phải xài, chứ không có phước công an bắt liền à. Để ý, những người mà ăn trộm mà hết phước công an vừa lấy 1 đồng cũng bị bắt nữa. Nhưng mà hồi nó còn phước lấy 100 triệu nó đi tỉnh bơ à. Tức là lúc đó nó có phước để nó xài, chúng ta nên hiểu như vậy. Nó không bao giờ nó vượt quá nhân quả của nó đâu. Có những gia đình mà không bị mất tiền, mà ăn trộm nó có lấy ra khỏi cửa nó cũng bị rớt lại hoặc công an bắt để trả lại cho mình. Còn khi nào mà mình mất thiệt á, một người Phật tử nên hiểu điều này về cái phước nghiệp của mình nha. Có những cái nó nằm trong tầm tay của mình rồi mới đi dục ra, thì rõ ràng biết rằng nó không phải là phước của mình, không phải là của mình để hưởng đâu. Nó dục ra thì thôi, biết rằng đây không phải là cái của mình. Còn cái của mình dù người ta có giành giật cũng không được. Nên hiểu điều này. Mà lỡ khi chúng ta có làm ăn mà nó không được thuận theo ý của mình, hoặc là chúng ta có tiền của chúng ta bị mất mát theo kiểu này kiểu nọ, thì chúng ta không có buồn lắm. Vì biết rõ ràng đó không phải là phước của mình. Nếu phước của mình nó giật không được đâu. Vậy ví dụ như quý vị có tiền để trong nhà, cái tiền đó là nằm trong tầm tay quý vị rồi, nó có lợi nó lấy không được đó. Bảo đảm là lấy không được, phải không? Có những chuyện xảy ra giữa xã hội này, người ta lợi người ta cướp giật nhưng mà lấy không được cắt bạc nào, hoặc là bước ra bị công an bắt trả lại cho mình liền, thì biết rằng cái của đó là của mình đấy. Mà nó lấy đi mà nó trơn tru nó đi được là biết không phải của mình rồi. Nên đừng có buồn. Mà chúng ta phải hiểu thêm điều này. Và hiểu thêm một điều nữa là thế gian này nó vô thường, nó có đó rồi nó cũng mất đó. Nên chúng ta không có chấp trước về cái của cải vật chất, chúng ta không chấp trước về thân xác của mình vì lý do nó là vô thường. Không chấp trước về lời nói nặng nhẹ, đúng không? Chúng ta không chấp trước về cái danh dự của mình, vân vân. Tất cả những cái đó nói qua rồi nó liền mất, thì nó trở thành vô thường. Những cái mà chúng ta chạm tới nó không tồn tại lâu bền, nó sẽ mất đi, vân vân. Tất cả những cái đó nó
dù chúng ta muốn giữ nó cũng không dừng lại cho chính mình. Vì tất cả thế gian này hôm trước chúng ta giảng nó là vô thường rồi, thì chúng ta hiểu cái điều đó để chúng ta nhẹ đi chấp trước. Hiểu cái thân này nó cũng vô thường, hiểu cái tâm này nó vô ngã, vân vân. Tất cả những cái hiểu này là gần như người Phật tử chúng ta phải, Đức Phật dạy trong cái điều giác ngộ thứ nhất là sao? Phải thường xuyên quán xét. Quán xét, phải không? Phải quán xét cho kỳ được là thế gian này vô thường. Phải quán sát cho kỳ được là cái tứ đại này là khổ là không. Phải quán sát cho kỳ được cái thân năm ấm này là vô ngã. Phải quán sát cho kỳ được cái thân này là tội lỗi, cái tâm này là nguồn ác. Nó sanh diệt, nó biến dị, nó không có chủ tể, không có cố định. Thì cái điều giác ngộ thứ nhất là Phật dạy chúng ta những điều như thế. Thì làm sao những người Phật tử tu học theo đạo Phật thì chúng ta phải y theo lời Phật dạy, mà phải quán sát cho kỳ được những điều giác ngộ thứ nhất này, để rồi chúng ta từ từ thoát ly được sinh tử luân hồi. Chứ cái vòng sinh tử luân hồi này, nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta rất là dễ sợ. Bởi vì nếu một phen chúng ta không cắt đứt được thì nó sẽ lẫn quẩn, nó quấn chúng ta, quấn chúng ta từ cõi trời, cõi Atula, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gần như chúng ta không còn lối nào để chúng ta thoát cả. Bây giờ tự nhìn lại đi, thì chúng ta mới dễ sợ là chúng ta làm gì để thoát đây nè. Làm gì để thoát? Chắc chắn là nếu còn tham dục thì chắc chắn phải trở lại cái cõi súc sanh. Còn ích kỷ nhỏ nhen thì chắc chắn phải trở lại ngạ quỷ. Còn cái tâm ác thì chắc chắn phải trở lại địa ngục. Nếu chúng ta giữ giới thanh tịnh, đủ năm giới theo Phật dạy thì chúng ta trở lại làm người. Chúng ta bố thí cúng dường mà cái tâm sân hận chúng ta còn, thì có thể chúng ta có cái phước sanh về cái cõi Atula. Rồi nếu làm lành làm phước được nhiều, hoặc là chúng ta thiền định tốt, thì chúng ta có thể được sanh về cõi trời. Chúng ta có vượt hơn những cái đó để ra khỏi sáu cõi này không? Có ai có cái khả năng là thấy rằng cái mức độ thiền định của mình đã vượt qua ngoài tam giới không? Không có, đúng không? Ở đây rõ ràng là chúng ta chưa có ai có khả năng đó. Và nếu khả năng đó chưa có thì chúng ta vẫn lẩn quẩn hoài trong vòng lục đạo nha chứ. Không thoát khỏi đâu, không thoát khỏi. Do vậy mình phải tự thấy để mà dễ sợ cái dòng sanh tử luân hồi này. Đây là cái tuy là nói nó đơn giản, nhưng mà với người Phật tử thì ý thức sâu sắc được điều này rồi thì gần như không có lúc nào chúng ta nhẹ lòng được. Bởi vì ngày nay chúng ta làm gì làm vẫn còn bị ở trong dòng sanh tử luân hồi, đúng chưa? Phải bằng tất cả những cái sức bình sinh của mình muốn thoát ra. Tức là có cái tâm yểm ly sanh tử thực sự, tức là cái tâm muốn xa lìa sanh tử thực sự này, nó phải phát khởi thật mạnh nơi tâm chúng ta, thì mới đủ cái sức cho chúng ta tinh tấn học đạo, đủ cái sức cho chúng ta tinh tấn tọa thiền, đủ cái sức để cho chúng ta niệm Phật. Còn nếu mà cái tâm chúng ta chưa có đủ mạnh để muốn xa lìa cái dòng lục đạo này mà chưa đủ mạnh thì chúng ta không có thoát khỏi đâu, không thoát khỏi. Bây giờ tự so sánh thấy nè, ví dụ như mình ở đây, mình đã vô tu Phật tắc rồi, đúng không? Thì cái việc tu tập là việc chính, là việc lớn nhất của đời mình trong suốt 7 ngày này. Quý vị phải đặt vấn đề đó ra, đây là việc chính, đúng không? Thì không có việc gì đụng chạm để có thể phá vỡ được cái việc phải tu, phải niệm Phật, đúng chưa? Nhưng mà nếu như ai có nói một cái gì, ai làm một điều gì để mình phá vỡ việc tu tập, thì rõ ràng là cái việc kia nó nặng hơn việc tu rồi, phải không? Mình tự kiểm soát lại đi. Bây giờ có một cái chuyện gì đang ngồi vậy, cái tự nhiên cái mình ngồi mình suy nghĩ, mình hoang mang, ủa cái nhà mình đi hôm qua nay không biết cái nhà làm sao ha, mình cái bữa đi mình cũng gấp phá cái chìa khóa rồi giấu ở kẹt tủ, không biết đứa nào nó lấy tiền mình không. Ví dụ gì như vậy, rõ ràng đồng tiền nó quan trọng hơn cái việc niệm Phật chứ, quan trọng hơn rồi. Hoặc là có một cái việc gì của xã hội mà mình thấy rằng mình ngồi mình phải xử lý trong lúc này, thay vì cái lúc mà ở trong Phật thất này là lúc chúng ta gói cái tâm chúng ta trọn trong cái khu vực này thôi, không cho cái ý mình thoát ra tới cổng nữa, thì vậy là chúng ta đang tu tốt á. Rồi nếu chúng ta còn lang thang đi tới ngoài lộ mà ra tới cầu Nguyễn Tri Phương là biết rằng chúng ta đã tu xấu rồi đó, tu không trọn vẹn, chúng ta không ở trong cái dòng giới mà cách trọn vẹn được, thì như vậy là chúng ta đã xé rào, mà xé rào là rớt toạc xuống cái dòng sanh tử lại, chúng ta không đi lên. Cho nên người nào mà tự kiểm tra lấy mình trong từng ngày, từng giờ, từng phút ở nơi đây á, và quý vị thấy rằng từ cái thật sự cái cội gốc là cái tâm của mình. Tâm mình nó không có dư ra ngoài
những cái quy định vốn có. Ví dụ như bây giờ sáng chúng ta niệm Phật thì chúng ta niệm Phật suốt, không có rời cái câu niệm Phật đó ra, tâm chúng ta không có nghĩ chuyện ngoài. Rồi chúng ta kinh hành thì chúng ta cũng đi kinh hành trong cái vòng đó. Chúng ta ăn cơm thì chúng ta luôn chánh niệm tỉnh giác trong cái việc ăn cơm của mình, trong suốt cái việc đi đứng nằm ngồi mà chúng ta chăn giữ cái tâm chúng ta cho kỳ được, thì vậy là biết rằng chúng ta đang tu tốt. Chúng ta đang tu tốt. Và cái việc tu tốt đó, nó là cái nền tảng thực sự, nó là cái vốn liếng để đưa chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc theo ý muốn của mình. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta ở trong đây 7 ngày nhưng mà đem lên để chúng ta chia hai chúng ta đo đó, thì lại còn ở trong chùa Bửu Quang có 3 ngày, đúng không? Nhưng cái việc suy nghĩ ngoài đường, việc suy nghĩ làm ăn, việc suy nghĩ ở nhà hết 4 ngày rồi. Thì vậy là cái vốn chúng ta đủ đi tới đâu? Tới Tây Ninh là chưa tới Tây Phương nổi đâu nha. Mới đi được có 1 khúc. Cho nên làm sao mà cái người Phật tử ngồi tại đây thì chúng ta chỉ ở đây mà thôi. Chúng ta không còn việc khác nữa. Chúng ta ngồi niệm Phật thì chúng ta chỉ là người thực sự là người niệm Phật. Thì lúc đó Phật sống ở nơi mình chứ không có cái việc khác ra. Thì vậy là chúng ta đang tu tốt. Và nó mới tạo thành cái nguồn được. Nãy mình nói tới cái nguồn cội của ác thì bắt đầu mới chuyển thành cái nguồn này. Đó là cái nguồn thiện. Mà làm sao cái đó nó phải sống hoài, mỗi lúc nó mỗi mạnh lên. Mỗi lúc mỗi mạnh lên, như hồi nãy chúng ta nói là ngày nay thì 1 tiếng, ngày mai dứt phát là nó phải 2 tiếng, ngày mốt dứt phát là nó phải 3 tiếng. Tất cả những cái thiện nó phải lấn át hết tất cả những nghiệp ác của chính mình. Làm sao chúng ta quân tập để chúng ta thấy, nhìn thế gian là chúng ta thấy vô thường liền, chứ không có chuyện mà bây giờ ngồi đây thì thấy vô thường mà bước ra khỏi cổng thấy thế gian này nó là thiệt. Không được. Thì vậy là chúng ta đã bị thua cuộc. Chúng ta đã bị rớt lại trong tam giới này liền. Bây giờ chúng ta tự đo để coi mình được bước ra hay là trở lại trong từng ngày sống còn lại của mình. Thì biết rằng nếu như từ đây cho tới hết quãng đời còn lại mà tất cả những cái ý niệm của chúng ta nó không bị lẫn quẩn trở lại trong cái dòng sinh tử luân hồi á, thì nhắm mắt chắc chắn là chúng ta được thoát. Nhưng mà nếu như bây giờ làm cái gì chúng ta vẫn không thoát được, thấy thế gian thì thấy vô thường, thấy thân này chúng ta thấy nó là thiệt, thấy tâm này chúng ta thấy thiệt luôn, thì tất cả những cái thiệt đó để nó tạo tiếp cái nền tảng vững chắc, nó bám rễ thật chặt trong cái cõi này, thì không biết bao nhiêu Phật mới cứu mình ra nổi, chứ một mình Đức Phật A Di Đà cứu không nổi đâu. Đó là điều để chúng ta phải thấy lại cái gốc này. Tại vì mình cố bám chặt rễ thì không ai kéo mình ra hết, trừ trường hợp là mình cắt đứt những cái rễ bám này. Chính tự trong thâm tâm chúng ta phải cắt đứt được cái bám níu trong cõi này bằng cái thấy nhìn, bằng cái hiểu biết, bằng cái công phu của chính mình, thì mới có cơ may là khi Đức Phật Di Đà đưa tay ra là mình phóng theo liền. Còn nếu mà chúng ta còn bám chặt cái là nó phóng nổi, Đức Phật lôi mình còn nghĩ lại nữa mà mình đâu có chịu thoát đâu. Đó là như vậy, là muốn về Tây Phương Cực Lạc rất là khó. Đây là điều chúng ta phải thấy. Để rồi cái nguồn cội này làm sao nó phải cắt được. Quý vị tưởng tượng một cái đầu máy xe lửa mà nó lôi sao mấy chục cái toa đó thì rất là nặng nhọc. Muốn bắt trớn để chạy khó hay là dễ? Rất là khó, đúng không? Nó chạy từ từ mới đi tới được. Và khi mà nó tạo thành lực rồi thì muốn đứng lại rất là khó đứng. Muốn thắng nó dừng lại, nó phải thắng rất là lâu nó mới đứng lại được. Thì cũng vậy, bao nhiêu cái nghiệp ác nó đã tạo thành một đời của mình rồi. Bây giờ có người 20 tuổi, có người 30 tuổi, người 40, 50, 60, 70, thì như là mấy chục năm đó chúng ta ít tu. Dùng từ ít tu thôi chứ có tu nhưng mà tu rất là ít. Thì xét ra là cái ác nghiệp nó nặng hơn cái thiện nghiệp rồi, đúng không? Bây giờ muốn thắng nó lại thì đều dùng tất cả những cái phanh thắng mà tốt nhất trên thế giới này. Là một là chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta tọa thiền, chúng ta mới thắng nó đứng lại được. Thì bằng mọi giá là chúng ta phải thắng cho mày đứng lại, không có cho mày tiếp tục khởi nghĩ ác trong đầu nữa. Chúng ta phải quyết tâm đó. Vì sao? Vì quá sợ luân hồi sanh tử rồi. Phải ý thức cho nó thật là sâu ở trong đầu chúng ta. Vì cái việc sanh tử luân hồi này rõ ràng là nhìn đâu chúng ta cũng không thoát được hết á. Bây giờ nhìn kỹ coi không có làm cách nào. Giờ thử đây có ai nói một câu mà có một cách nào bước một cái nó ra khỏi lòng sanh tử luân hồi này không? Không có. Và có ai làm được một bước đó không? Chưa được. Thì vậy là nó sẽ còn bám rễ trong này rất là nhiều. Tức là nguyên cái toa, thay vì cái đầu mình nó là muốn về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nó nguyên cái toa dài cho tới mấy ngàn thước ở dưới này, nó còn ghi lại dưới này nè. Cho nên chúng ta về không nổi. Phật có rước có kéo chúng ta này, chúng ta lên không được. Nhưng mà nếu chúng ta cắt được cái nguồn ác này,
Hãy quán sát làm sao để chúng ta cắt được, tức là thế gian này thực sự nó là vô thường đi. Trong lòng chúng ta phải thấy thực tới mức độ đó. Thân này rõ ràng thân tứ đại là khổ thực sự, chứ nó không chẳng có gì là vui để bám níu nó cả. Rồi nó không chủ thực sự, nó là sanh diệt đổi dời thực sự. Phải thấy tận trong nguồn tâm của chính mình. Khi chúng ta học đạo á, thì chúng ta nghiên cứu hoặc là chúng ta nghe giảng á, là chúng ta hiểu. Thì trong lúc mà chúng ta tiếp nhận giáo lý này, thì qua lời của một vị thầy giảng hoặc là qua quyển kinh thôi, thì cái đó là cái của ổng, cái của Phật, chưa phải cái của mình. Quý vị nên hiểu điều này. Do đó cần một cái sự quán sát để biến cái hiểu biết của Phật Pháp thành của chính mình, biến hiểu biết của ông thầy thành cái chính mình. Chứ không phải mình hiểu cái điều Phật nói nữa, mà chính cái điều đó là cái của mình. Chứ không phải mình hiểu qua ngôn ngữ, không phải hiểu qua sách vở, thì nó mới tạo thành cái nguồn lực mà phá vỡ được nghiệp thức. Chứ nếu không quý vị hiểu, ví dụ như chúng ta nghe giảng vô thường thì người nào ngồi đây cũng hiểu vô thường hết á. Như rồi đụng chuyện chúng ta vẫn quẹt nước mắt, chúng ta khóc như thường. Thân quyến của chúng ta có người qua đời chúng ta khóc không? Vẫn phải khóc. Chúng ta mất tiền mất của chúng ta buồn không? Vẫn phải buồn. Thì vậy là chúng ta chỉ hiểu thôi. Quý vị nên hiểu điều này. Đối với Phật Pháp cần có một cái sự thấy biết sâu sắc. Giống như kỳ rồi mà mình nói là phải có tác động sâu tới hành ấm. Chứ hiểu ở cái mặt tưởng ấm này không giải quyết được. À, chúng ta học Phật Pháp nên nói điều này. Và thậm chí cả cái việc niệm Phật của chúng ta, nếu chúng ta niệm phơn phớt bên ngoài của tưởng ấm, không giải quyết được chuyện. Tức là không đủ cái lực để đưa chúng ta về cõi Phật. Mà phải niệm một cách sâu sắc. Niệm nó có cái lực để chấn động tới cái nguồn hành ấm này. Thì cái vận hành bên trong nó mới là cõi nguồn. Chứ còn cái tưởng nó hiện ra bên ngoài, nó chỉ là cái màu thôi. Chỉ là cái mặt nổi. Còn ở dưới nó tới 1.000, 1.000.000, 1.000.000 ở dưới đó. Do đó phải gây được chấn động tới hành ấm bằng tất cả những nguồn lực thiện của chúng ta. Nên khi mà học mà ngủ ấm thì chúng ta phải thấy được tới chuyện này. Do đó quý Phật tử từ đây về sau, cố gắng chúng ta tạo được một cái lực riêng cho chính mình bằng cách là chúng ta niệm Phật. Niệm Phật bằng tất cả những cái gì để nó gây một sự chấn động trong tâm á. Chứ không phải chúng ta ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không phải đâu. Chừng đó nó chỉ còn nằm màng ngoài của ý tưởng. Và như vậy là nó không tạo thành nguồn cội được. Cho nên phải lắng được cái tưởng này. Mà khi nào quý vị đạt tới trình độ này, quý vị biết là đã đi sâu nè. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi niệm Phật nha, có lúc nào trong tâm quý vị không còn nghĩ gì hết á, mà quý vị vẫn còn tiếp tục niệm mà nghe tiếng vang, nó không phải là đầu này nữa. Đến đâu á, chúng ta nghe Nam Mô A Di Đà Phật, nó vang vang rất là sâu thẳm, chứ không phải là A Di Đà Phật trên đây, không phải ở đây đâu. Thì biết rằng nó đã đi vào sâu rồi, nó đi vào sâu rồi. Còn chưa như vậy là chưa thành cái nguồn sâu. Và một lần chúng ta như vậy rồi, chúng ta có cái cảm nhận biết rằng mình đã niệm sâu được tới trong tâm, tới trong hành của chính mình, là rõ ràng nó thành lực. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta lẫn chuỗi vậy thì nó còn ngoài, chưa đủ tác động đâu. Bây giờ thử đi, ở đây có người nào có kinh nghiệm đó chưa thì tôi xin cho biết để tôi mời chúc mừng. Khi nào chúng ta có cái kinh nghiệm niệm Phật thực sự bên trong là khi Nam Mô A Di Đà Phật nó không còn nằm đây nữa đâu. Không còn nằm đây đâu. Nó ở đâu á, tiếng vang đó nó rất là hay. Chưa có ai niệm hay bằng cái đó hết rồi á. Nó vừa ngân nga, nó vừa sâu lắng, nó vừa im dịu. Mà trong kinh nói là y như cái tiếng mà diệu âm, hải triều âm thật sự nó vang động trong tâm là Nam Mô A Di Đà Phật, nó rất là hay. Tôi không có tả được bằng miệng. Tả được bằng miệng gì đó, nó miệng nó dở lắm. Nhưng khi nào chúng ta niệm được một lần như vậy nha, không biết là có ai đây có công phu được vậy chưa ấy, thì đó bắt đầu nó chuyển được. Nó sẽ chuyển được. Làm sao chúng ta phải được như vậy, làm sao phải được như vậy nó mới chuyển được. Chứ nếu không nó không chuyển được cái nguồn ác đâu. Đây là điều mà bằng tất cả những kinh nghiệm công phu chúng tôi nói ra để thấy rằng tại sao mà chúng ta tu. Có một người tu một ngày họ có kết quả liền, có một người tu cả năm rồi vẫn thấy trơ trơ đó đó. Vì cái lực thiện nó chưa đủ lấn át cái ác nghiệp của mình. Do cái tác động đó nó không đi sâu vào hành ấm, không đi sâu vào bên trong, mà chúng ta chỉ thấy biết bên ngoài thôi. Cho nên cái việc học đạo mà chỉ học để hiểu, mà thiếu cái sự quân quán để có cái mức độ tác động sâu, thì cái học đạo còn ở bên ngoài cổng chùa. Nó gọi là giống như là chúng ta mà nghe lén nghe lốm thôi, chứ chúng ta chưa học thật. Một người học đạo thật là nó tác động rất là sâu. Mỗi một lần
Ví dụ như bây giờ mà nói lý vô thường, nó có một sự tác động thực sự với mình, tự động thế gian này với mình nó không còn là quan trọng nữa, thì mới gọi là tác động sâu. Còn nếu như mà còn vấn đề nào quan trọng giữa trần gian này thì rõ ràng là chưa tác động sâu. Chúng ta biết rằng chúng ta hiểu qua lời nói của giảng sư hoặc của Phật tổ mà thôi. Học đạo chúng ta phải thấy điều này. Và tới cái thân ngũ quẩn này cũng vậy. Chúng ta phải thực sự có một sự tác động sâu để thấy rằng rõ ràng nó là vô ngã, nó là sanh diệt, là đổi dời, nó là giả dối không chủ. Mà một phen thực sự cái đó nó không còn có tái diễn lại là thấy thân này thiệt nữa, thì lúc đó mới gọi là tác động sâu. Và tác động sâu này mới có lực. Còn nếu như chúng ta chưa có một lần tác động sâu đó thì buộc chúng ta quân quán theo cái kiểu mà quân tập lâu ngày nó thành thói quen, đúng không? Thì bây giờ phải ngồi đó để mà quán cái thế gian này là vô thường. Chúng ta phải bỏ ra, bỏ một chút công phu của chính mình. À bây giờ đó là bữa hôm qua người ta chửi mình giận. Mình giận rồi bây giờ tự nhiên cái ngồi niệm Phật hồi cái nhớ lại cái lời nói của người ta hôm qua. Cái mình cũng nghe nó trong lòng nó có vấn đề à, nghe nó ức gì lên á. Phải hôm qua mình nói câu đó cho nó đã ha. Tự nhiên cái hôm qua mình không suy nghĩ được câu này mà nói mình tức ghê á, rồi mình mốt gặp lại mình nói nữa. Ví dụ vậy. Thì vậy là không có được rồi. Cho nên bây giờ phải quán được âm thanh là vô thường để nó tan biến liền trong lòng mình, không còn nghe rạo rực đó nữa. Thì tiếng rõ rằng chúng ta tạo được cái nguồn lực tốt. Mà một lần chúng ta qua được một nghiệp như vậy là một lần trong tâm chúng ta nó tăng trưởng một lực. Đây là điều chúng ta biết. À, nếu như nó khởi một cái ác nghiệp lên mà chúng ta cắt được một lần thì vậy là tâm chúng ta nó có được một nguồn lực. Đây là điều chúng ta công phu chúng ta sẽ biết được. Ai công phu nhiều sẽ thấy có kinh nghiệm. Ví dụ như bây giờ người ta nói nặng mình ngồi mình suy nghĩ, cái mình nghĩ tới cái chuyện phải nói trả lời người ta. Lần đầu là như vậy, nhưng mà mình vượt qua được, mình sẽ cắt được dứt khoát loại mốt. Gặp bà này là mình không nói lời nào mà mình cười với bà thật là tươi như hoa nở vậy đó. Thì vậy là trong tâm mình có một chút lực rồi. Lần sau có người nói nặng hơn thì chúng ta sẽ không buồn lắm đâu, chỉ còn phân nửa lực đó thôi. Chúng ta vừa suy nghĩ tới bà nói nặng mình cái mình cắt liền, chứ không suy nghĩ phải nói câu nào. Thì vậy là khi đối diện lại với cái người mà mình đã đối nghịch bữa hôm qua, bà chửi mình rất là nặng nhưng mình thấy bình thường, chúng ta bình thường, vậy là có tiếng rồi. Và rồi qua hai lần đó chúng ta tu có kết quả thì cái nội lực bên trong bắt đầu tăng lên. Nên chúng ta phải tạo được cái nguồn thiện như vậy. Và nội lực bên trong tăng lên đến mức độ mà chúng ta vừa ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái nghĩ bữa hôm qua bà hai bà chửi mình cái tắt, không còn nặng nhẹ nữa. Nhớ lại câu nói đó nhưng mà thấy bình thường, không còn nặng với mình nữa. Tức là lực chúng ta bắt đầu tăng lên đi một chút nữa rồi đó. Và rồi chúng ta tu tốt một chút nữa thì nó vừa nghĩ tới cái bà hai là bắt đầu cắt luôn, không có nhớ tới cái câu bả nói mình gì nữa, không cần, ngang đó mình tắt được. Và tu tốt thêm chút nữa là vừa khởi cái niệm nhớ tới bả là mình tắt được rồi, không có nhớ bà đó thứ mấy nữa. À, tắt từ từ như vậy, tắt từ như vậy thì cái lực chúng ta bên trong nó sẽ tăng từ từ. Như vậy là nó mới sắp xếp được để chúng ta ổn định được một tiếng ngồi niệm Phật. Chứ nếu không á, không cộng thêm cái lực tâm mà chúng ta tẩy xóa, chúng ta chối trừ những cái khởi nghĩ ngoài công phu thì cái nội lực chúng ta không tăng trưởng đâu. Mà nội lực không tăng trưởng thì nó không tác động sâu trong tâm của chính mình. Mà không tác động sâu thì nó không dẫn chúng ta tới nhất tâm bất loạn được. Khó lắm. Trừ trường hợp là chúng ta phải dẹp hết tất cả những chuyện bên ngoài thì chúng ta mới được một lần nhất tâm. Còn nếu như chúng ta vừa niệm Phật mà tất cả những tác động bên ngoài nó vẫn còn ảnh hưởng tới mình thì dứt khoát là chúng ta không thể nhất tâm được. Đây là chuyện chúng ta phải biết. Cho niệm Phật cũng đòi hỏi phải có cái lực, chứ không phải niệm Phật là niệm Phật. À, chúng ta phải hiểu thêm. Bởi vì muốn tạo trở thành một cái nguồn á, giống như cái tâm là nguồn ác theo Đức Phật khẳng định rồi, thì đó là người không tu. Từ bây giờ chúng ta bắt đầu tu thì tâm nó trở thành cái nguồn thiện. Mà muốn trở thành nguồn thiện là buộc chúng ta phải nhiều lần phải mạnh mẽ mà dứt trừ cái ác nghiệp của chính mình. Thì đi đứng nằm ngồi chúng ta không đủ sức đâu. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta có những thời gian rảnh như thế này mà chúng ta ngồi tại chỗ, chúng ta ngồi niệm Phật hoặc chúng ta ngồi riêng một mình, thì tự động bên trong nó lải nhải liền. Và khi bắt đầu nó lải nhải thì nếu chúng ta công phu tốt là chúng ta sẽ tự cắt mất. Và lần lần khi nào mà nó vừa chợt nghĩ là chúng ta tắt được, vừa chợt nghĩ chúng ta tắt được, vừa chợt nghĩ chúng ta tắt được. Thì vậy là tất cả những ác nghiệp nó vừa mon men khởi ra thôi là chúng ta cắt được rồi. Thấy không? Thì vậy là cái mức độ mà theo như thiền định thì gọi là mức độ chánh niệm tỉnh giác, nó bắt đầu nó cao độ rồi. Và dần dần tới hồi quý vị niệm Phật, ngoài cái câu niệm Phật mà thường xuyên không bị loạn ra, quý
quý vị thấy cái tâm của chúng ta nó được lắng động giống như nước ngào đục, bây giờ bắt đầu nó trong. Bên thiền định bên kia gọi là chánh niệm tỉnh giác, thì đến mức độ tâm chúng ta sáng vằng vặc như trăng rằm mà vẫn hiện cái câu niệm Phật trong đó thôi, ngoài ra không còn cái gì nữa, thì biết rằng chúng ta đã tiến bộ trong công phu tu tập. Tâm chúng ta tháng rất là sáng mà không hề có một cái gợn lăng tăng nào xảy ra mà mình không thấy cả. Chứ không phải đừng nói niệm Phật là niệm Phật, dùng cái câu niệm Phật để lấn ác, không phải như vậy. Câu niệm Phật không đủ sức lấn ác, phải cộng thêm cái gì của mình để cắt cái nghiệp tập nữa, thì cái câu niệm Phật nó mới trở thành giá trị với chính mình. Chứ đừng nghĩ Nam Mô Di Đà Phật, nếu khởi niệm cái niệm lẹ lên đừng cho nó khởi theo kịp mình, không phải như vậy. Nó không, nó giống như cái dạng mà chạy đua giữa đường thôi, không có hơn. Còn nếu như vừa niệm Phật mà vừa biết tắt, vừa biết cắt những cái ý niệm ác nghiệp của mình, thì câu niệm Phật nó từ từ trở thành sâu lắng. Và đến mức độ ngang đương với thiền gọi là chánh niệm tỉnh giác, thì tâm chúng ta sáng vằng vặc rồi. Lúc đó đi đứng nằm ngồi trong tâm chúng ta không còn lù mù như bây giờ nữa đâu, mà câu niệm Phật rất rõ ràng, rất trong sáng, rất vi diệu, rất hay. Thì như vậy là công phu niệm Phật mới có kết quả à. Chứ còn nếu không là nó không tạo thành cái nguồn, không tạo thành cái nguồn. Phải biến đổi thực sự. Biến đổi thực sự thì bằng cách là chúng ta phải bẻ, phải cắt, phải tỉa, phải xén làm sao đó mà cái ác nghĩ kiểu nào mình cũng phát hiện được. Đầu tiên là từ cái hành động rồi tới cái lời nói chúng ta, thì tất cả những hành động lời nói chúng ta trở thành thuần thục không còn ác, thì bắt đầu xử tới bên trong là cái tâm. Cho tới khi nào mà trong tâm chúng ta đi đứng nằm ngồi suốt 24 tiếng đồng hồ, thậm chí cả nằm chim bao không nghĩ ác được, thì vậy chúng ta mới trở thành cái nguồn thiện thực sự. Phải biến nguồn ác trở thành nguồn thiện thực sự như vậy đi. Và nếu chưa được thì chúng ta tập quân quán, tập quán sát như nãy giờ chúng ta nói, thì phải làm tất cả mọi cái cho chính mình. Bây giờ chúng ta đã xác định rằng cái con đường Phật Đạo là con đường đã dẫn dắt chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, và Đức Phật cũng đã dạy chúng ta rất là nhiều điều để chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi. Giờ chuyện còn lại là chuyện của mình, phải đi à, chúng ta phải đi. Chứ chúng ta đừng có bao giờ hiểu rồi để đó, không thẳng thì làm. Vô thường nó không hẹn ai hết đó. Không hẹn đâu. Dứt khoán là vô thường, thời gian không chờ đợi người. Thì chúng ta phải hiểu được điều này để chúng ta phải tinh tấn lên với chính mình. Ở đây chúng tôi thấy là có rất nhiều vị đã được vô thường gửi giấy trắng tới nhiều quá rồi. Là mỗi một cái sợ tóc bạc chúng ta là cái vô thường đã gửi thơ tới rồi mời rồi đó. Mời gọi chúng ta nhiều quá mà chúng ta chưa có đi. Chúng ta cũng còn hẹn lần hẹn hồi đó. Thì bây giờ trong lúc chúng ta chưa đi, thì chúng ta phải tạo cho chúng ta cái nguồn tốt đi, để khi chúng ta đi là chúng ta không đi xuống mà chúng ta đi lên. Thì cố gắng làm sao mà học được một bài học nào của Phật Pháp, thì bài học đó nó trở thành công phu tu tập của chính mình. Chứ bài học đó không thể là cái hiểu biết bên ngoài. Làm sao được như vậy thì mới tạo được cái nguồn lực chính. Vì chúng tôi nói là cái nghiệp, chúng ta chỉ còn trong hai nghiệp thôi. Chúng ta chưa nói là chúng ta thoát nghiệp nha. Bây giờ cái hồi chúng ta chưa tu thì chúng ta còn nghiệp ác. Bây giờ chúng ta tu tập để chúng ta tạo thành cái nguồn lực thiện, tức là trở thành thiện nghiệp mà nó trở thành cái lực. Ví dụ ngồi một mình có nghĩ vớ vẩn đi nữa, vẫn nghĩ tới cái chuyện làm thiện, chứ không cần chú ý nữa. Tự nhiên trong tâm khởi ra cái chuyện là phải giúp người này, nghĩ tới cái chuyện kia là phải giúp người kia, hoặc là nghĩ tới chuyện nọ là chúng ta giúp người nọ, chứ hoàn toàn chúng ta không còn nghĩ tới cái chuyện là phải gạt bà này để lấy bà ăn ít, rồi thì phải hơn người kia để lấy ít tiền. Không có, hoàn toàn những chuyện đó không có. Hoặc là những chuyện danh vọng gần như nó tắt mất hết luôn. Như là cái nguồn ác đã được biến cải rồi, biến cải hoàn toàn. Lúc đó là thêm một cái điều rất đặc biệt nữa là cuộc sống đi đứng nằm ngồi chúng ta thực sự an vui. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta thường xuyên quán sát như vậy thì lần lần mới thoát khỏi cái dòng sinh tử. Đó là cái câu kết của cái bài kinh thứ nhất. Thì cố gắng, quý Phật tử cố gắng là ngay giờ phút này chúng ta hiểu, chứ chúng ta chưa có một phen chấn động để ngộ. Đó là cái điều còn chưa có với chính mình. Thì bây giờ ngang đây chúng ta tiếp nhận bằng tất cả những cái kiến thức của chính mình đi. Chúng ta tiếp nhận bằng cái đó trước, phải không? Chúng ta tiếp nhận một cách rất là chắc thật về cái thế gian này vô thường dùm. Tiếp nhận một cách chắc thật về cái thân này là đau khổ, cái thân này là giả, là quyển, tâm này là nguồn cội ác thực sự đi. Để rồi chúng ta suy nghĩ tới cái chuyện, sau khi chúng ta tiếp nhận chuyện này rồi thì chúng ta phải suy nghĩ tới chuyện là phải sao? Phải xa lìa nó, xa lìa cái cõi trần này. Chúng ta không còn chấp trước cái thân xác này nữa. Vì Đức Phật đã nói, nếu chúng ta thật lòng tin Phật hơn là tin mình
thì ngay đây là chúng ta không còn chấp trước, đúng không? Quý vị có tin Phật thiệt không nè? Nói thử nghe coi, tin thiệt không? Đức Phật nói vậy chúng ta tin không? Tin phải không? Ai cũng tin Phật hết á. Nhưng mà tin là phải làm được, đúng không? Còn nếu mà chúng ta làm không được là chúng ta chưa tin Phật. Tôi cho nó biết trước á. Nhưng bây giờ có cái chuyện xảy ra mình còn buồn, còn tủi, còn khóc, chứng tỏ quý vị chưa tin Phật. Chưa tin, tin Phật nói mà không tin. Nếu Phật nói mình tin là mình làm liền. Ví dụ như bây giờ có một người cho mình là 10.000, nói giờ tôi cho anh 10.000 nè, anh có thể dùng tiền này để anh mua đồ ăn, anh ăn cho đỡ đói. Mình đang đói bụng, mình tin người ta là mình cầm tiền này đi mua đồ ăn liền, đúng không? Nhưng mà mình không tin, mình không biết giấy này là giấy thiệt hay giấy giả, còn ngờ ngờ không muốn mua, đói bụng chấp nhận đói, để đưa ra tiền giả người ta đánh mình sao, phải không? Nghi nghi ngờ ngờ không dám làm. Còn nếu chúng ta tin thật là chúng ta sẽ làm. Thì bây giờ hỏi lại là quý vị tin thiệt không nè? tin thiệt là phải làm cho được anh ơi. Tin thiệt là phải làm cho được. Thì từ đây về sau là tôi hy vọng là tất cả những người mà nghe bài giảng bữa nay, lỡ người ta có chửi mình cái rớt liền á, tại nó vô thường mà tự động rớt à. Này có làm gì đối với thân xác này, tự động mình thấy nó là quyển, là giả, là vô thường, là không thật liền à. Có nghĩa là từ đây về sau không ai còn buồn khổ nữa hết á, thì người đó mới là người tin thật đúng á. À, bây giờ ở đây hứa với tôi là hết buồn hết khổ chưa, hết chưa? Thế thì làm sao mà chúng ta học Phật? Nó Phật giống cái lời nói của Đức Phật á, cái giáo pháp Đức Phật giống như một cái trận mưa mà rửa sạch những cái phiền não, cái nghiệp tập của mình liền. Mình phải hứng đựng cho kỳ được, hoặc là giống như cái giọt cam lồ, nó nuôi nắng cái thiện tâm chúng ta nảy nở liền, và tẩy rửa được cái ác nghiệp của chính mình liền. Thì được như vậy chúng ta mới học Phật đúng. Còn nếu học Phật mà chúng ta vẫn thấy cái gì á, mưa nó tạt tạt bên ngoài cho nó không dính được đầu mình, để rớt hạt bụi phiền não nào thì kẹt lắm rồi đó. Mưa phải cho thấm vô trong. Khi học Phật pháp là phải thấm thực sự, và khi nó thấm rồi là nó tẩy rửa được phiền não mình liền, thì chúng ta đang học Phật đúng. Mà cứ nghe mưa pháp hoài, nó cũng trợt hoài, buồn buồn mình cũng chửi người ta, ngồi mình cũng giận người ta, thì như vậy là mưa pháp vẫn còn trợt bên ngoài chứ nó chưa thấm vô trong này, đúng không? Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là phải thường xuyên quán xét như vậy, để lần lần tất cả những chuyện sanh tử luân hồi chúng ta được thoát ly. Thì coi như chúng ta hôm nay kết thúc được cái bài thứ nhất của Bát Đại Nhân Giác rồi ha. Chúng ta nhớ kỹ lại là Đức Phật nói là thế gian này là vô thường nè, phải thực sự thấm vô thường nha. Đã vô thường rồi không ai đụng mình dính hết á, không gì, tại vì nãy giờ nói nếu mình ngưng tất cả tiếng nói đều hết rồi, thì chúng ta phải vô thường y như cái pháp đang vô thường với chính mình. Nhưng mình đang vô thường mà, tất cả các pháp đang vô thường, cho nên có chửi đi nữa thì tiếng nói cũng vô thường. Đã vô thường rồi thì đâu dính lại trong tâm đâu, thì phải được như vậy, đúng không? Rồi cái thân tứ đại này là chúng ta thấy rõ ràng nó cũng chẳng có quý trọng gì. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì cũng chẳng có cái chỗ nào mà sạch sẽ, phải không? Chẳng có chỗ nào mà an vui cả. Nếu mà chúng ta không gìn giữ kỹ thì nay nó đau chỗ này, mai nó nhức chỗ nọ, mốt khổ chỗ kia, đủ thứ chuyện hết. Tức là thân tứ đại chúng ta là khổ, và nó vốn là không, do tứ đại hòa hợp lại. Phải hiểu rõ điều này. Rồi năm ấm này, tức là sắc thọ tưởng hành ấm này, nó thực sự là vô ngã, vì nó sanh diệt, vì nó đổi dời, vì nó giả dối và nó không chủ. Phải hiểu cho thật rõ điều này. Và thấy nữa là cái thân này nó tiếp tục nó là một cái rừng tội. Từ xưa này cũng vì nó mà mình tạo tội quá nhiều rồi, thì bây giờ biến đổi cái rừng tội đó thành một cái rừng công đức. Đấy không? Đem cái thân này nó trở thành một rừng công đức. Và rồi cái tâm này nó là cái nguồn ác, thì bây giờ phải biến cải nó bằng tất cả những cái công phu tu tập của mình, để cái tâm này nó thành một cái nguồn thiện. Khi lời nói được xuất phát từ tâm thiện này thì luôn luôn có lợi cho mọi người xung quanh. Nói lời nào, làm việc gì và suy nghĩ ý niệm nào cũng đều là những cái việc có lợi cho tất cả mọi người xung quanh, thì vậy là sẽ biến cái tâm ác thành tâm thiện của chính mình. Thì luôn luôn như vậy trong từng giờ từng phút từng giây giữa cuộc sống này. Và nếu như một lần này chúng ta chưa thâm nhập nổi thì chúng ta phải tự ngồi quán sát cho kỳ được, đúng như cái bài 1 này mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Và chính bài 1 này quý vị thấy những cái điều căn bản Phật pháp là gì nè? Gì? Nên là nói này, đây là cái tam pháp ấn của Đức Phật. Quý vị nhớ cho tam pháp ấn là gì? Vô thường, khổ và vô ngã, đúng chưa? Một cái bài nhỏ này nó nói lên được cái căn bản rất là chắc thật của Phật pháp, nói lên tam pháp ấn, tức là dấu ấn của đạo Phật. Khi chúng ta học một cái điều gì đó mà nó không thoát ra điều này, không thoát ra cái vô thường, khổ và vô ngã, thì như vậy chúng ta đang học đúng chánh pháp.
Và mai kia mốt nọ chúng ta nghiên cứu sách vở bên ngoài cũng vậy, sách nào nó có nói hay mà nó nói thoát ba điều này thì chúng ta biết rằng đây không phải nằm trong cái ấn pháp của Đức Phật, đúng không? Nhưng ngay điều đoạn đầu là chúng ta đã thấy được dấu ấn này rồi, tức là vô thường, khổ và vô ngã rồi, thì chứng tỏ rằng bản kinh Bát Đại Nhân Giác này là bản kinh rất là nền tảng và rất là căn bản cho tất cả những người tu Phật, vì nó đã nói lên được tam pháp ấn ở trong nhà Phật, đúng không? Đó, thì như vậy là chúng tôi sẽ ngưng cái cuộc nói chuyện ở đây. Mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta sau khi học được cái điều thứ nhất này thì tất cả mọi người đều tự rơi rộng rụng hết phiền não, luôn luôn sống được an vui, luôn luôn ở yên trong cái chân trời Phật Pháp mà không có giờ phút nào chúng ta bị lọt ra lưới ma cả, luôn sống an lành trong cái ánh từ quang của chư Phật, để rồi những phút giây còn lại giữa đời mình là mình từng bước tiến gần cảnh giới chư Phật hơn và xa lìa tất cả những cái ác nghiệp, xa lìa cái cõi lẫn quẩn sinh tử luân hồi này, để chúng ta luôn an ở trong cảnh giới chư Phật trong tất cả những cái phút giây còn lại của đời mình. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi và xin gửi gắm đến quý Phật tử. Và trong thời gian còn lại thì nếu ai có thắc mắc gì đó, thắc mắc gì thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Không có thì chúng ta nghỉ ha. Vậy là mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ thành.